tứ kết với đội tuyển Nhật Bản, thầy trò huấn luyện Park Hang-seo đã chơi một trận đấu đầy quả cảm và chỉ chịu thua sát nút với tỷ số 0-1. Thậm chí, đội tuyển của chúng ta sở hữu nhiều cơ hội có phần áp đảo đối thủ. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Hajime Morisatsu của đội tuyển Nhật Bản nói: "Chúng tôi đã có bàn thắng từ những cơ hội của mình. Điều đó thật tuyệt vời bởi đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tốt và rất nỗ lực. Về cuối trận, họ càng thi đấu mạnh mẽ hơn và đó là một trải nghiệm tốt cho chúng tôi. Họ đã rất cố gắng ghi bàn và có những thời điểm thi đấu rất tốt. Tôi thấy tuyển Việt Nam sở hữu một hàng phòng ngự chặt chẽ và rất khó bị đánh bại." Vị tuyển trưởng Nhật Bản tiết lộ có ý định thực hiện một số thay đổi nhưng không có đủ thời gian để chuẩn bị nên đã giữ nguyên đội hình so với trận đấu với Ả Rập Xê Út. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản cũng là trận đấu đầu tiên tại Asian Cup 2019 có sự xuất hiện của công nghệ VAR. Huấn luyện viên người Nhật Bản cũng cho biết: "Về VAR, tôi nghĩ quyết định của trọng tài đã nói lên tất cả. Vì trong cái tình huống có một số cầu thủ xô vào nhau. Ngoài ra, chiến lược gia 50 tuổi thừa nhận khi chúng tôi kiểm soát bóng cũng đã đánh mất bóng nhiều lần. Tôi nghĩ chúng tôi có vài cơ hội để ghi bàn. Tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi một đội viên giỏi và họ đã có những sự tiến bộ thật sự thần tốc." Về sự chuẩn bị của Nhật Bản cho lượt trận bán kết với Iran, huấn luyện viên Hajime Morisatsu chia sẻ: "Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ nghỉ ngơi tối nay, không nghĩ ngợi gì và sau đó mới chuẩn bị cho trận đấu tới trong 3 ngày nữa." Đối thủ tiếp theo của đội tuyển Nhật Bản sẽ là đội tuyển Iran. Hai đội sẽ gặp nhau trong lượt trận bán kết vào lúc 21 giờ ngày 28 tháng 1. Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên thể thao 247, mời quý đồng giả chú ý đón xem. Thank you.